Vâng, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi có mặt tại Trung tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Giáo xứ Sở Kiện thuộc địa bàn thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nơi đây diễn ra rất nhiều hoạt động lớn của giáo phận Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị đón mừng lễ Thánh lễ bế mạc năm Đức Tin trải qua một năm. Nhưng với khía cạnh khác, chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tham quan khuôn viên giáo xứ và nhà thờ. Mời quý vị các bạn. Vâng, các bạn đang có mặt tại khuôn viên giáo xứ và thánh tượng thánh An Dê Dũng Lạc nằm ở giữa trung tâm khuôn viên giáo xứ. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Có cái con bé mắt nó cứ lao sao sao.